Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng với Webtoon Wiki đến với chương 9 của bộ truyện Cliché. Bộ truyện được sáng tác bởi nhóm tác giả Phương Lan và Hồ Điệp. Để nghe chọn bộ các chương truyện khác của Webtoon Wiki, hãy truy cập vào kênh và danh sách phát và đón nghe thêm nhiều bộ truyện Webtoon thú vị khác nha. Chương 8 kết thúc bằng phân cảnh Quân đi học. Cậu nghịch ngợm ném tờ giấy vo tròn trúng đầu cậu bạn bàn cuối. Vì cậu ta ném ngược trở lại, nhưng Quân đã kịp bắt lấy rồi nhìn ra bên ngoài. Và cuối cùng là hình ảnh Quân nghe tiếng bà Phương gọi hai chị em. Chúng ta cùng đến với chương 9 để xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào nhé. Bà Phương gần đây rất bận rộn với công việc kinh doanh nên ít khi ở nhà cùng hai chị em. Nhưng bà vẫn đảm bảo vật chất đầy đủ cho hai đứa. Hôm qua, bà đã mua hai chiếc xe máy 50 phân khối cho hai đứa đi học. Màu đen cho Quân, màu trắng cho Ni. Hai chị em vui lắm, đặc biệt là Quân. Ni hỏi mẹ vì sợ đắt, nhưng bà đã nói rằng bà chỉ mua lại xe cũ nên cũng không đắt lắm. Quân hào hứng nhắn tin ngay cho An, ngày mai nhất định sẽ đưa cô đến một nơi xa bất ngờ. Quân này nỉ Ni giữ bí mật với mẹ giúp mình, vì mẹ lúc nào cũng coi cậu như đứa trẻ chưa lớn, hay lo lắng thái quá, nên nếu Si đi xa như vậy sẽ không cho đâu. Cậu làm đủ trò để mè nheo để chị đồng ý, cuối cùng Ni cũng mềm lòng. Sáng hôm sau, Ni mặc chiếc váy hoa, mái tóc đen nhánh buộc nhẹ nhàng. Cô chăm chỉ tới những bông hoa xinh xắn trên sân thượng, nắng sớm lung linh trong đôi mắt sáng trong. Sau khi Quân khởi hành, Ni đã nhắn tin cho bà Phương về chuyến đi của Quân. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang khung cảnh tươi đẹp. Ni bước vào nhà thì hồi chuông cuối cùng vừa ngưng. Cô kiểm tra điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ Phương. Cô bất giác lo lắng. Vừa bấm số gọi lại đã nghe tiếng mẹ Phương hốt hoảng. Chiếc xe màu đen đó thắng đã mòn rồi. Người bán vì cảm thấy có lỗi vừa nhắn tin cho mẹ. Giờ mẹ lo quá, mẹ gọi nãy giờ cho Quân mà không được. Con giúp mẹ với, Ni ơi. Giọng bà Phương mất bình tĩnh, lần đầu tiên bà gọi về với chất giọng như vậy. Tim Ni đập mạnh. Cô bảo mẹ đừng quá lo lắng, nhưng đôi tay cô đã bắt đầu run rẩy không thôi. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc. Vẫn không ai bắt máy. Hòa cùng tiếng tút kéo dài từ đầu dây bên kia là tiếng nhịp tim Ni càng ngày càng tăng. Ni vì quá lo lắng nên đã quyết định vội lấy chìa khóa của chiếc xe còn lại và lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể để đuổi theo Quân. Em trai của Ni nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện không may đã xảy ra. Một tiếng động va chạm lớn xuất hiện. Và đó là toàn bộ nội dung chương 9 của bộ truyện Cliché. Các bạn có thể truy cập vào webtoonwiki.vn để có thể đón đọc thêm nhiều các bộ truyện webtoon thú vị khác. Nếu các bạn thích video, đừng quên like, subscribe và comment cho chúng mình biết ý kiến của các bạn với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.